Hello, xin chào tất cả các cô bác anh chị em. Đầu tiên xin chúc tất cả cô bác anh chị em một ngày vui vẻ và hạnh phúc, đầy tự tin. Hôm nay vẫn tiếp tục cho mình làm video về cao, quay cao giá cả thế nào. Mời cô bác anh chị em mình xem video. Rồi cao đẹp như mơ luôn. Ốc đâu đây vậy? Cũng có thể. Cao đẹp không? Nghe em điện mày hái đi. Không sự điện. Không sự điện. Hả? Không sự điện. Tôi rút sự điện. Cái trái dài nè mọi người ơi. Đi, đi vô vườn mọi người. Không bắt cá. Ổ cá mới quậy người ta. Ăn nắng nhiều không? Hả? Ủa hả? Gì à? Nói gì? Đụng mấy hổ dây người ta tôi cũng lấy lại. Bẻ không? Hỏi bà Tám bẻ. Dạ. Bẻ không? Ngồi đi. Ngồi tính hả? Đấy. Bây giờ đẹp quá trời đẹp. Già luôn. Nhiều đó hả? Trời ơi, cũng ngon rồi. Mười lăm ngàn. Đẳng có bẻ không? À? Nó bẻ rồi đó. Còn cây đó nữa kìa. Bẻ rồi. Đó. Chưa bẻ được còn chưa bẻ được để nó tròn tròn luôn. Ở đó có quầy đùm nó thấy sai à. Quầy nó tròn quay kìa. Cho hả? Ủa mày đi chợ không vậy? Đi chợ được sao? Giấy vậy, ta đổ gì được, chuyện mượn đi qua. Đi được. Đi được hả? Ừ, không, đi chợ vàng chứ không phải đi chợ huyện. Đi chợ huyện được, hả? Mình đi mua sữa. Chợ vàng không mượn qua mới bán vàng qua 5 triệu rồi. Vậy đó hả? Ừ. Chỉ chỉ hả? Chỉ 5 triệu. Chỉ 5 triệu người ta bán ra ngay 50 chục 2. À, được 50 chục cái chứ lấy sự. 50 chục đâu 50 chục. Tao sao mới bẻ cái gột quá. Phải hai tao bẻ sáng giờ đó gì nhiều rồi. Chàng em có số điện thoại nó điện hả? Ừ. Nó điện lên nó lấy. Ừ. Thì chừng nào nó điện thì mình chạy ra. Đi theo. Kiếm 100 ngàn. Đó, quay tới chất lượng đó. Quay tới 7 kg với quay.
Cá này có ai mua ta ơi con ơi. Gì? Trắng dạ. Trắng hả? Mà học về ung dễ lên như ai? Khó lên rồi. Khó lên hả? Lâu lên. Vậy mình chừa trái trái dàm lương lên không? 30 kg rồi đó. Có lý rồi đó. Một cái nhiêu thật? Hỏi ông cái nhiêu nó 15.000 chứ có thằng mẹ gì. Còn vậy nữa kìa. Còn 40 đi. 40. Ngoài nó đụng bay xe đó hồi đó về bác. Rồi cũng được, cái bài đó cũng được. Trời cao bé nặng như vậy có mấy bài đâu 40 kg à. Rồi nghĩ ra đó sợ. Như mướn le vậy thôi. Mày nói mày mấy cái hả? Mấy con lộn. Chờ cỡ nó có 30 kg á. 30 kg với con Nguyền nữa đủ rồi, 100 kg rồi, nó lên lấy xe rồi. Xe gì em đã lấy xe bao nhiêu? Chắc vô đây ông nội. Con bé đâu nó vậy? Bé xe vô hả? Đây là cao trái dài nè, ký trong vườn là 15.000, còn trái tròn có 4.000 mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hẹn mọi người gặp video lần tiếp theo. Xin chào mọi người.